các bạn đang xem chả trâu ở miền quê, nó không uống dừa bình thường các bạn, chỉ là cạp. Cạp mỏng mỏng ha, đừng cạp bự quá. Trời ghê quá. Cạp xong uống nước luôn các bạn. Các bạn tin không? Thử thách bao nhiêu giây đây. Bóng cho dừa. Bóng bao nhiêu giây nãy giờ rồi. Dừa dừa thôi, gãy răng. Đau răng. Này là nước mới. Cạp bị đau răng. Cạp lột ra luôn. Đó, rồi lấy cái màu ăn luôn. Đó, hết cái dừa đó, cái lỏng luôn. Lấy cái màu ăn luôn. Cố lên, cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cặn đâm dừa. Cặn đâm uống. Lấy chợ. Cố lên. Cố lên. Cái đụng da con đụng quay được. Da năm phút mấy rồi cha. Ừ. Thấy không chưa? Mấy dự thi đang thẳng một sau một trái. Cặp ba lần, ai giờ cặp nhanh. Ừ. Ai ai uống nước trước? Ai cặp cầm chạy giúp không? Đủ che ha, đủ đó đâm nó. Mấy dự cặp vừa nha. Nè. Nè. Khôi này còn giữ nè. Đó, này giữ nè. Thánh nè, thánh giữ thôi bạn. Tại cái này cửa các ơi, cặp cái trước rồi mới đó. Giữ nè, này giữ ừ. Ừ, lý tịnh nè. Này, này, vô là cái này còn lý tụ long không phải chứ phải lý tịnh. Cái này mới đúng là ăn dừa. Nè đúng rồi. Ăn dừa của cái trái táo. Này nó ngon nè. Này đúng không? Ừ. Này nó ngon nè. Cái kia không phải. Ồ, đừng giữ nè, ai này giữ hơn nữa. Che là màu vàng đó. Tịnh rồi, tịnh rồi. Lại biết cái này chứ. Không phải. Thằng này, này mới ăn dừa đậm chất của trái trâu đó các bạn. Ăn quen tại anh đỡ thôi cái đầu rồi đỡ. Phải dừa non là ăn cái màu luôn á. Dữ quen này dữ quá. Ừ. Tao khui ra cái màu vô đó, nó khui cái màu vậy là dễ. Quen này dữ quá bạn. Dữ dằn thiệt chứ. Ăn quen rồi. Dữ quá dữ luôn. Dính này qua để tôi quay sơ dừa. Mà cảm ơn cái gì có dừng dính găng với cổng dừa. Cái gì dính cái găng. Mày hết lắm, mày đưa cho con. Ừ, tới tới con. Ba thằng sao ăn cái dừa được á mấy hay. Thế ba làm sao được uống nước dừa á. Rồi, tới tới bây đưa cho con. Lấy nhà đó. Đấy con rồi. Dạ. Giữ luôn. Cái này lắm giữ nữa. Ba siêu nhân anh hùng luôn á. Tay lớn đầu cái đầu cứng ngắc luôn á. Lớp có bệnh là lớp hết ngắc luôn á. Lớp mệt á. Ồ, cái này giữ nữa kìa. Công mà cho tịnh công nhiều nhất á. Tới chút cạp không? Kỹ răng, con đang bị đau răng. Làm cái nước xuống cho con nè. Đập cái đầu đập vô. Đập cái đầu tao làm gì tao cắn ra mấy cái tao đập. Lý tịnh võ dữ mà. Đó. Làm cho sạch vô rồi. Lý tịnh võ dữ mà. Khúc này coi là hấp dẫn rồi đó, đã coi hấp dẫn rồi. Càng như trong càng căng. Đừng đi ra mà quay. Càng trong càng căng. Đó. Không mở bá tịnh rồi tịnh nó gọt cái dừa khô á, quay đi quay nó gọt á, cái dừa khô mà nó gọt lắm lưỡng luôn á. Quá dữ rồi cạp cái khúc đầu rồi. Vậy tập trung vô một chỗ đi, cái khỏi cầm chợ chợ ấy không khỏi cầm khỏi cầm ấy luôn khỏi cần ấy luôn. Hồi cạp vô cái chỗ mà có nước á, cạp cái găng vô đó. Thật, chơi cái đầu luôn. Không lấy cái đầu. Sao lại chơi vậy? Sao lại bước cái đầu bể vừa quá dữ. Có rồi đó. Tới rồi. Rồi rồi bắt đầu uống trước đây, thành công uống trước đi rồi tới bên kia. Uống nhiều lên, uống hết rồi. Đúng rồi, tới bên kia rồi. Chơi cao chơi gớt nước xuống á. Chơi dân cao chơi dân cao nước gớt hả bị ra. Dân cao lên. Tới thằng này. Uống hết luôn cái chân tủ. Trời ơi, tới thằng này các bạn thấy trẻ trâu miền quê không đó. Qua tới thằng tỉnh lại. Ừ, rồi, vậy, cao lên. Chết rồi. Phải vừa làm trò cho bể cá tập ra. Tập ra ăn cá luôn. Ôi, dữ quá. Quá dữ quá. Ừ, quá dữ rồi. Đó, muỗng. Thôi, gọi lấy muỗng đi, nhớ vừa. Nhớ vừa múc á. Cặp biển luôn, biển muỗng, chơi muỗng, cặp biển ừ. Cặp biển ừ. Chưa dạ. Ăn đúng chất miền Tây. Chưa dạ. Ồ, cái này lầy không ơi. Cái này lầy ăn thánh lầy nữa. Lầy lầy nữa bạn. Lầy bến nổi. Này lầy cha đó, lầy con. Lầy với lầy cha. Này lầy con cụ tổ. Này lầy tổ. Lầy tổ. Đó lầy cháu. Này thánh lầy không chưa lội mà, mấy ông nội thì thành lầy lội luôn. Rồi các bạn, trái dừa làm trong vòng khoảng cái nãy giờ theo tôi đếm là khoảng trong vòng 4 phút là vừa cạp vừa ăn luôn hết trơn rồi.
Giang. Ngon rồi. Dễ nè. Ba thằng Giang cái bữa nào thì thử thách tiếp. Bữa nào một ai nha. Bữa nào ba thằng mỗi thằng một trái thi coi nào cạp trước uống trước. Đồng ý không? Thi không? Thi. Bữa nào thi nào uống. Ba thằng ba trái luôn, giống nhau, cỡ kích cỡ giống nhau. Rồi, ngồi sát vô. 1 2 3 Giang ơi. 1 2 3. Yeah. Hỏi phải không? Hỏi. Phải không? Hỏi người ta câu hỏi qua, hỏi câu hỏi phải không? Chỉ vô ống kính nè, vô ống kính bên này nè, hỏi không?